nghe nói kiểu này đang hot. Ủa Cẩm, mày sáng giờ mày đi đâu mà tao kiếm mày không có vậy? Giờ này mày mới về, chiều tối mới về vậy? Thằng bạn gái đâu đi mà không có giữ nhà giữ cửa gì chơi vậy? Phải đâu vậy? Tao qua chơi thôi nè chứ có làm gì đâu. Chị mới qua chơi. Trời ơi, sáng giờ mới cắt tóc ở dưới trên TikTok nó nói em sáng giờ quá kêu cắt tóc này là nó hợp nó trẻ. Em đi vô cắt nó cắt vậy nên em mới cắt vậy chị. Hả? Mà chị cũng hay quá. Riết bà không biết nhà em với nhà chị nữa mà chị ở còn nhiều hơn em nữa à. Trời ơi, mày nghe lời là mày tầm bậy rồi. Cắt tóc ở nhà phải đỡ tốt được 50 ngàn không? Chị tao nè. Mà cắt tóc mà biết cắt phát sần phát ơ rồi. Trời ơi, đã lúa đã phèn rồi mà không biết cắt cho sao cho nó sang trọng trọng rồi lên. Cắt cái đầu mới ghê, không hiểu luôn á. Ý chị là hết cái đầu phát sần như chị á, phải không? Cái đầu cắt môi em chứ gì? Không, trời ơi, nghĩ sao đầu tao vậy mày kêu đầu cắt môi ấy. Cắt cái đầu như không? Như... Rồi yên con, để tao hết cái đầu cắt môi cho mày. Rồi yên đi. Nó mới đẹp. Hả? Cắt cái đầu tôi quên tiêu mày đẹp được tới cháu tôi. Cắt cái đầu. Ôi, tao hiểu sao mẹ mày để cho mày cái đầu được vậy nữa. Để tao. Nó đầu cắt môi, trời ơi đẹp trai liền, đẹp trai liền. Cắt cái đầu cắt môi liền. Cắt cái đầu như xinh lan gì đó xinh xinh. Rồi rồi xinh lan, từ từ nào yên lại từ từ xíu mấy con. Rồi nè, trời ơi tao nói quất cái đầu cắt môi là đẹp xuất sắc hơn liền. Trời ơi đẹp trai liền, đẹp liền hả chị? Người ta đi chợ. Chị nói đẹp, chị nói đẹp, mua cao gáo dần cho chị, gáo này tươi lắm chị ơi. Rau nhúc này bán làm sao vậy chị? À không, nhúc mà chị rồi, rau nhúc mình bỏ 3 bó này chị mua đi em để cho. Ờ, bình thường em để 6 ngàn bó đó, nhưng mà hôm nay thấy chị tôi vậy thôi, bán 3 bó 15 ngàn. 15 ngàn 3 bó hả? Rồi vậy đấy em 3 bó luôn nha. Rồi, em nói chị liền, em nói chị liền. Mẹ tôi đi chợ. Chị gái vô mua rau gáo dần cho chị ơi. Rau nhúc này bán làm sao vậy? À, hôm nay còn 3 bó rau nhúc này mấy chị ơi. 15 ngàn ba bó thôi. Chị bó vậy 6 ngàn ba bó 15 ngàn. Thôi 10 ngàn ba bó tôi mua hết. Hả? Trời chưa nắng trơn gì cả giá chị ơi. Ba bó 15 ngàn thôi, không 10 ngàn được đâu chị. Em nói giao có lời được nhiêu trơn với ba bó 15 ngàn chị. Thôi đâu giao 15 ngàn ba bó bà ơi. Chạy cho xíu nghe chết. Mua giùm ủng hộ cho ba bó 10 ngàn đi. Thôi vậy giờ bán lỗ vốn chị luôn ba bó 12 ngàn. Hả? Được không? Chứ giờ em không bớt được nữa ba bó 12 ngàn là em không có lời rồi đó. Thôi không 12 ngàn ba bó 10 ngàn mua không ai thôi đi chỗ khác. Đi chỗ bán. Giờ bán không? Không bán tôi đi à? Rồi luôn, ba bó 10 ngàn luôn. Trời ơi, chưa chờ chậm em lỡ thì bán chị lỗ luôn bữa nay luôn á. Vậy nhanh hơn không? Nhớ cho thêm test hành gì nó canh cho bà nội. Rồi, cho thêm test hành, được rồi. Hình ảnh nhiều chị em phụ nữ trong đây. Ủa, mày làm gì cầm tới nước mắm chi vậy? Tao pha để tao tắm cho mày đó. Trời ơi, pha nước mắm để ăn chứ không lẽ để tắm. Cái hỏi gì cũng hỏi. Hả? Không biết hỏi mày làm dữ trời. Mấy cọng cao gặt nãy giờ cũng chưa xong, tao đổ được cả chục cái bánh xèo vẫn chưa làm xong nữa. Đổ xèo quá con đổ với. Thôi chị, để con tự đổ chị nghe. Không muốn đổ được. Nè bơ, ngồi yên với lặt cao giùm con. Trời ơi, chị đổ cầu trái nhà của em. Nghe mà con hết làm gái luôn vậy. Tên tao mới đổ được mớ bánh xèo này, mày ra ăn trước cho ăn nha. Tao ra ruộng kêu tía mày về rồi tao đổ tiếp à. Ở nhà lo giữ nhà giữ cửa đó nè mày. Nói đây, con biết rồi, bá quỷ ai thành đụng cho bà ưu. Đổ bánh xèo thôi mà, ai làm cũng được. Bà con ơi, trái nhỏ trái. Bác má ngợt cho ba nè. Bắt đó mày gán mày cạp cho nhiều vô. Con với cái ăn không xong phá banh cái đám bánh xèo của tao cơm. Ghê vậy. Mỗi khi bạn thiếu tiền. Ấy ơi, 5 ngàn mày mượn tao ngày hôm qua, giờ trả chưa có trả tao ơi mày. Chưa đâu, con chưa có tiền, nó có 5 ngàn mất rồi đó hả? 5 ngàn cũng là tiền vậy trời ơi, anh nghĩ sao mượn là phải trả. Ở đời mượn là phải trả, mày trả liền. Tao không biết, tao không cần biết mày trả liền. Hả? Chưa, vô nào. Hả? Mày uống hết trơn rồi, sao giờ trời ơi. Tôi biết tên anh trên lá trên hoa. Hả? Tôi biết tên anh trong trái tim tôi. Tôi biết tên anh trên đá trên vôi. Tôi biết tên anh nhập nghèo đừng đi ngàn lối. Hả? Trời ơi, phải vậy nhanh hơn không? Chắc lẽ là phải cộng tháng thêm 10 ngàn nữa đó. Tôi biết này lấy 5 ngàn thôi. Rồi, thôi tới đây à. Mỗi khi mẹ thiếu tiền. Má ơi, hổng má mượn con 15 ngàn mua chai nước mắm đó. Bây giờ má có tiền cho má cho con xin lại. Trời ơi, có 15 ngàn cũng đòi tao nữa. Con chứ cái gì đâu, trời ơi mẹ nó mượn có 15 ngàn mua nước mắm.
tấm dễ làm đồ ăn với má ăn cơm. Mà nó còn nói nữa, tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn biết nhiêu tiền, tiền đi học, tiền đi ăn tới hai mươi mấy tuổi đầu rồi, mày sao không tính đi? 15 ngàn, con cái gì đâu kỳ cục, mà mẹ mượn có 15 ngàn, mượn mua đồ ăn với má ăn, mà nó còn nói nữa. Có 15 ngàn mượn có 3 tháng trời giờ mà còn nói. Trời ơi, tao không biết nữa, biết mẹ mày đây, con nợ mày nữa. Trời ơi, con cái 15 ngàn cái đời suốt ngày suốt đêm, tao không biết sao nói được nữa, giờ hết nói rồi, đi quá trời. Trời ơi, chán lâu ngày chị em mình gặp. Nay lâu lâu chị về quê Sài Gòn về thăm kinh chơi nè. Ủa chị, trời ơi, lâu lắm tôi mới gặp nghe. Con chị thì nó đi học đại học á em. Nó học đại học á hả? Mà tôi biết không? Tôi biết TikTok không? Tôi biết TikTok không? TikTok á? À, chắc là dưới quê nó tương với con tương xí chị đâu nha. Mà mỗi lâu lội nổi trời. Đâu? Em đâu biết chị ơi. Trời ơi, mà cái đó ở Sài Gòn mới biết chị ha. Con em đâu biết chị đâu. Trời ơi. Ủa, má sao cái này nó cứ mờ mờ cái gì? Mà không được rõ hết á. Chắc tại cái kiểu nó vậy hết á. Hả? Ừ, cái chị đã cắt TikTok, cắt TikTok. Trời ơi, Cương không biết là sai lầm. Con trai chị là hot TikTok. 30 mấy ngàn người đăng ký trên mạng xã hội đó con. Ừ, nó đẹp trai lắm, có duyên lắm. Hả? Mà em thì nó không có cái gì hết trơn, ở dưới quê mà chị. Nó xấu rồi chị ơi. Hả? Nó xấu thì đâu ai like, chắc ai thích nó đâu. Trời ơi, con giỏi quá à. Trời ơi, không những đồ đâu, nó mua cây đèn 550 ngàn mà nó quay nó đẹp hơn á, cây đèn xịn lắm luôn á chị nhé. Vậy á chị ha, tốn tiền dữ ha. Ủa má ơi, này để đâu giờ? Mà chị nghe nói đâu đây á, nó bắt đầu lắm hôm qua quay YouTuber được 3-4 ngàn người đăng ký rồi. Vài bữa nó sẽ có lúc bạc, chị đem về đây chị mở tiệc ăn mừng với Cưng nha. Ủa má ơi, giờ cái lúc này giờ mình để keo đâu giờ? Trời ơi, giờ không biết chỗ keo đâu luôn á. Keo đại đâu trước đi, trời ơi, mắc bận chứ. Giỏi vậy chị nghe. Trời ơi, ước chị. Em bận lắm con chị á, cũng được hả? Cái gì tôi nói chị không chịu chứ, cái này tôi nói chị chịu nè. À, mà thôi, trễ rồi, giờ chị đi thăm nhà sớm khác. Bye bye tôi nha. Rồi đầu tháng cô Hồn á, chị về cẩn thận chút nha. Khi hôm nay không đi học. Sao chị lại qua đi chạy lớn đâu, phụ tao được chị đâu, về đâu lấy đầu vô tay đợi mưa tới. Trời ơi, không biết gọi như vậy. Quét cái sân đi mày, cái sọ nó đang làm nè. Lùi dịch vô mưa tới thở mình đưa ăn nữa kìa. Hả? Gì mà con làm nãy giờ không hết chuyện gì. Tao đi làm móng, trời ơi, ngồi cả buổi trời mới làm xong tao một tay này làm lâu chết. Rồi đó anh xin xong bàn tay mình cắm xem đã coi được chưa, đem mút mình tiếp bàn chân nè. Cũng được rồi, xong chân chị luôn đi. 10 ngàn bộ móng thôi chân. 15 ngàn trời ơi. 10 ngàn được rồi, nguy trời. Trời ơi, làm xin cực chắc giờ sao chi bộ móng ăn có 15 ngàn cho giá nữa. Không hiểu luôn á. Từ chối hiểu luôn. Khi bạn ở nhà Vi Lai. Ấy à, kêu bọn cái gì không á? Tám sớm giờ mình làm thì ôm gió không đi. Cho mày biết, chị lướt lướt trong nhà kìa, không được làm. Nói trời ơi, mình cái không hà, phụ giúp gì cha mẹ hay chứ á. Ờ, biết rồi. Tạm chị rồi cũng đem theo ăn cái đi. Biết rồi đi. Đi túi dùm cháu đám rau dùm cái đi à. Đem túi nè. Nhà cái sao chị nó đóng cái tem bán túi rồi. Về rồi tao mới đi dũi tóc kìa. Ôi ôi, cắt cái máy có mấy cộng vậy mà tốn hết 15 ngàn đó mày. Nè nè, kẻ không, kẻ không, kẻ khôn quá không, kẻ không, kẻ 15 ngàn xuất sắc. Sáng sớm mày ngồi mày ăn gì vậy mày? Ăn sầu riêng nè, má không? Ra má muối nè. Trời ơi, có tiền có bạc có đi ăn sầu riêng. Trời ơi, mày ăn sầu riêng sao mày hết tiền, cái mày thấy mày sầu chung không? Sầu chung cho cái nhà này không? Ở cái tiết kiệm, trời ơi. Ở đời là chết cơm theo được gì đâu. Đi, trời ơi, hưởng thụ đi. Hả? Ăn sầu riêng, tiền đâu á. Giàu quá đi làm có gì tiền ra sầu riêng. Cái tiệm hoài mệt, trời ơi. Trời ơi, chị ba kiếm mày kìa. Mua cái gì nữa vậy? Mua mấy bộ đồ bận về đi, kiếm gì đâu. Mày đám cưới mấy ngày? Mày đám cưới là có 1 ngày à. Mày mua mấy bộ? 3 bộ. À, ừ, 1 ngày mua 3 bộ. Mày có thể vô thử cho mấy đồ đẹp lắm luôn á, trời ơi. Đó, thành.
đời thấy không? Thấy ghê. Trời ơi, nói ăn uống tiền là thấy ghê nha mày ơi. Đẹp đẽ gì cơ, thấy ghê. Trời, mua đồ đi dạo mày lớp đó, chuẩn bị đi du lịch tới lớp tới kìa. Trời vui chết luôn, cuối năm mà tốt nghiệp mà trời ơi. Ừ, dịch không đến đi đi. Trời ơi, tốt nghiệp cũng chưa được ở đi quýt nhất mày. Thôi, mua để bận đi chơi, trời ơi, bận đồ này đi chơi đảo hết luôn này, đi chơi đảo chắc không du lịch được đi chơi. Nó mệt có bận ở đầu đi chơi mua đồ đi chơi đi chơi 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 mà không có tiền chỉ chào quá chào hello 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 má ở đâu vậy á? À trời ơi tao chuẩn bị đi ăn sinh nhật nhà mày ơi, tự nhiên nó bắt tao bận đồ nhẹ nhàng bận hút mé ê á sinh nhật á hả? Mày đồ đâu nó có vậy? Ê nó dài mới đặt mai trời ơi 1 triệu bạc đó mày biết không? Tao muốn chết luôn 1 triệu bạc thôi mà kệ, tao đặt có 7 cái thôi. Thôi giờ chuẩn bị đi nha, nó không kịp kìa, trời đi đi đi. Trời ơi vậy mà chê ăn miếng sầu riêng trời, chửi lên chửi xuống mua bộ đồ dài đặt mai. Con còn muốn nấu nữa không? Ok với nội luôn. Hôm nay con sẽ quyết định on ngày mai con làm cô dâu với nội luôn. Cô dâu xưa luôn. Ờ mà con cái vàng. Ừ. Chiều nay rảnh đi sắm vàng coi sắm 5-7 cây vàng về để chọi lon chơi. Trời ơi 3-4 tháng dịch dạo kỳ này chị mừng ăn được quá mà đi sắm vàng chắc là anh thợ mộc hả chị? Mùa này có bộ đất khách à? Ủa sao mùa này mà làm thợ mộc giàu? Đâu có gì đâu, thì đó thì em nói sai, hiểu thì hiểu à. Cái chuyện mày mệt quá. Trời ơi mày coi nè, coi nè, coi nè, thấy không, thấy không, điện thoại xịn không, mới mua luôn. Trời ơi đẹp không, đẹp không, đẹp không? 10 mấy triệu con tao mới sắm cho tao đó mày. Trời em làm gì mà có tiền xài điện thoại gì 10 mấy triệu như chị em còn xài cục gạch đi nè. Hoài con chị nó mua cái 10 mấy triệu này cho chị hả? Chủ yếu để cho chị hát karaoke thôi đó cưng. Có em sang chảnh hơn ai đâu, thôi chị đợi một xíu đi, cho gà cho vịt ăn cái đi, rồi em vô nói chuyện với chị ha. Lên lên đi. Mới cho gà cho vịt ăn xong rồi vô ngồi nói chuyện chơi. Đà bữa nay chắc ngon á. Bà xịn nè.